Sáng 21 tháng 10, sau khi nhận được phản ánh của người dân, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra hành vi xả nước thải, bùn thải của nhà máy nước Hưng Vĩnh ra hồ điều hòa cửa Nam. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một đường cống nối từ bể chứa của nhà máy ra hồ điều hòa cửa Nam. miệng cống chứa đầy nước và đang chảy mạnh từ trong bể chứa nước thứ ba của nhà máy ra hồ điều hòa. Nước thải có màu đục kèm theo bùn thải. Khu vực nước chảy ra kèm theo bùn thải phủ kín mặt hồ điều hòa với diện tích khoảng 300 mét vuông, độ sâu khoảng 2 m Theo người dân, tình trạng này đã xảy ra nhiều ngày nay nhưng do so mực nước đang cao nên chưa thấy bùn, chỉ thấy màu đục. Sáng nay, người dân đi dạo ra phía hồ thì phát hiện bùn thải từ trong cống vẫn chảy ra. Lớp bùn đã đóng dày trên mặt hồ nên báo cho cơ quan chức năng cơ quan chức năng đã lấy một mẫu nước thải tại vị trí miệng cống hồ điều hòa, nơi nước thải chạy trực tiếp từ bể chứa thứ ba ra môi trường và hai mẫu bùn thải tại hồ điều hòa và bể chứa thứ ba để phân tích. Đồng thời, yêu cầu nhà máy chấm dứt ngay hành vi xả nước thải, bùn thải không qua xử lý ra môi trường. Nhà máy nước Hưng Vĩnh thuộc công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, đóng tại số 115 đường Nguyễn Trinh Sắc, phường Cờ Nam, thành phố Vinh nhà máy hoạt động sản xuất cấp nước sạch cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố vinh